Tối 1 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa cùng công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh. Theo đó, các tổ công tác tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh cầm đồ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, việc chấp hành quy định về thuế. Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ ngày 24 tháng 12 năm 2020 cho đến nay đã có 11 địa điểm, thực hiện 4.610 hợp đồng cho vay cầm cố tài sản và ký gửi tài sản với 1.111 lượt xe ô tô, 3.499 lượt xe máy với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, dư nợ hiện tại 31,4 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối tượng Lê Nhật Trường, 19 tuổi, cư trú xã Nhị Bình, huyện Châu Thành về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan điều tra, ngày 28 tháng 5, Trường quan hệ tình dục đồng giới với một bé trai 10 tuổi. Hành vi của Trường bị gia đình bé trai phát hiện và đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Dương Minh Tâm, sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo của ngân hàng trên địa bàn về việc Tâm có hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tài chính ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn. Quá trình điều tra, Công an khám xét nhà và bắt giữ Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm khai sử dụng số tiền chiếm đoạt của ngân hàng 10 tỷ đồng để trả nợ, tiêu xài và mua tiền ảo. Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023, Tâm nhiều lần rút tiền từ hệ thống ngân hàng, chuyển về tài khoản của Tâm với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng. Tiếp đó, Tâm chuyển trả ngược hơn 500 triệu đồng, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tâm đã rút tiền tiêu xài 6,5 tỷ đồng, còn 3,5 tỷ đồng chưa kịp rút thì bị ngân hàng phát hiện, phong tỏa tài khoản, đồng thời trình báo công an. Ủy ban Nhân dân xã Tung Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7, tại gia đình bà Bùi Thị Thủy, sinh năm 1978, trú tại xóm Mội Mới, xã Tung Đạo, đã xảy ra cháy khiến 4 người trong gia đình bị thương vong. Bùi Văn Nam, sinh năm 2000, con trai của bà Thủy, có mâu thuẫn với vợ nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ châm lửa đốt. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu H, sinh năm 2023, con trai của Nam bị tử vong. Các nạn nhân còn lại bị bỏng từ 50 đến 70% cơ thể, đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn để đi kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tại 14 tỉnh thành phố trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An. Theo đó, 7 đoàn sẽ tập trung kiểm tra về việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2023, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng, vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Ngày 1 tháng 7, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Philippines đã nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chiếm tới 89,6% lượng gạo được nhập khẩu. Như vậy, Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines với kim ngạch đạt 772,4 triệu đô la Mỹ, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2022. Còn theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 22,2% về khối lượng và 34,7% về giá trị, với tổng khối lượng là 4,2 triệu tấn và kim ngạch là 2,32 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu bình quân là 517 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.